Lại một lần nữa em rất vui khi gặp lại đại gia đình yêu yêu của em ha. Chúc cho đại gia đình yêu yêu có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc ở bên gia đình mình nha. Với số tiền 125 triệu đồng thôi thì quý anh chị sẽ có ngay một con xe đăng ký là 8 chỗ ngồi. Tên em nó là Kia Carnival, sản xuất đời 2007. Xe này là đăng ký 8 chỗ ngồi, không hết niên hạn. Phiên bản là số sàn, cửa lùa, tay lái trợ lực, kính bấm, thắng ABS, túi khí, đồng sơn xi, nội thất thì con xe này nó rất chi là ok. Và một cái điều đặc biệt nữa là nó rất là rộng nha quý anh chị. Đó, nó rất là rộng luôn anh chị. Đây, đi một vòng cái form cho anh chị xem nè. Cái form nhìn em nó rất xinh xắn và rất là xịn sò đúng không anh chị? Đó, 125 triệu thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị của chúng ha. Xe này thì hệ thống bên trong thì camera yeah, một màn hình Android. Còn cái dàn nhạc của nó quýnh thì anh chị khỏi phải suy nghĩ luôn. Nhạc chập sập sinh, báo làng báo sóng các kiểu. Đây, con này là hai cửa lùa nha anh chị nha. Đây, rất là rộng. Đây, bước vào hệ thống bên trong thì trước sự màn hình quý anh chị thấy không? Nó rộng kinh khủng. Cái ghế này là xoay ngược lại được nha anh chị nha. Ghế xoay được ha. Đây anh chị thấy không? Nội thất nè. Nói chung nội thất con xe này rất chi là sạch sẽ, rất ok nha anh chị. Cái băng ghế đằng sau này thấy không? Rất là rộng. Đó, lạnh lẽo thì mỗi anh một vàng. Đây, mỗi anh ngồi là một băng ghế là một vàng. Tha hồ lạnh nha anh chị nha. Trần bậm thì trần nỉ. Đó, bọc ni lông, sàn bọng thì lót da sạch sẽ rồi, ghế bọng thì ok. Đó, giờ thôi nè, kèo cột nè, kèo chỉ nè, giờ thôi ok chưa, những nút đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, hợp tì chân đi lên đi xuống nè. À, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, con xe này nó rộng lắm chị. Anh chị nào lái anh chị đi phượt đồ hay đi một cuộc hành trình xa, đi du lịch xa, em nói chạy nó rất là sướng, bảo đảm anh chị luôn, chạy nó rất là sướng. Con này thì chạy nó rơi xăng tầm 11-12 lít xăng, tại vì máy nó xài là máy lớn, nó là 2.5 thôi, nó không có như 6-7 lít xăng giống như mấy cái xe nhỏ anh chị ha. Đây, tắp bi tắp lô nè, túi khí nè, vân em nói nổi nè, ok cho anh chị. Đó, kèo cột chỗ A chỗ B nè, thì những nốt đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, thì những dấu hiệu này nói lên chiếc xe của mình không bị cấn đụng va quẹt trong xương trọng anh chị ha. Đây nè, ốc nè, bản lề nè, thập thị chân lên đi xuống nè, bốn cái tắp bi cửa này chị thôi, đẹp không, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Kèo chị thì ta nói nó căng đét đẹp luôn, ok anh chị. Rồi, đến anh chị thống vàng khoan gầm ở bên này luôn nha. Đây, gầm bệ của xe này thì trước sự màn hình quý anh chị thấy nó rất chi là đẹp luôn nè. Cái cây lường của nó là những nút đinh tán nè, vậy thôi. Còn bấm hết nha anh chị nha. Còn rin luôn. Đó, ngon lành cần đào không? Đó, con xe này vỏ bánh thì em nó còn cũng được coi như là 60-70%. Em nó sở hữu cặp ga lăng đúc ha. Form dáng rất là rộng rãi, rất nhìn rất là xinh xắn và rất là xịn sò luôn. Đây, ở đằng sau cái khoang cốp của em nó đây cô chú anh chị. Này, ở đằng sau này á, cái băng ghế này á mà anh chị thích anh chị lùi lên chút xíu ha, lùi lên chút xíu gấp ghế lại là mình sẽ có một cái không gian tha hồ mình chở mấy cái đồ đặc lặt. Nếu mình đi 4 người, 5 người, còn mình đi 8 người, 7 người thì mình phải bỏ cái ghế này lên ha chị ha. À, cái chỗ này á, lùi lên được nha chị nha. Là mình có một cái không gian rất chi là ok luôn. Đây, ở nắp ở đằng sau. Vân viết nè, dạ thôi. Kèo cột kèo chỉ nè. Đó, căng đét đằng đẹp luôn, rất chi là đẹp. 125 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú sở hữu ngay con xe Kia Carnival sản xuất đời 2007, phiên bản là số sàn. Xe này mới hết hết đăng kiểm rồi. Anh chị lấy thì bên em sẽ hỗ trợ cho một kỳ đăng kiểm mới ha. Rồi, cánh cửa bên tài. Bên tài nè anh chị. Đây, cửa lùa hết. Dạ thôi. Ốc ác nè. Kèo chỉ căng đét luôn. Đó, dạ thôi. Xe này được em thích cái nó rất là rộng, rộng kinh khủng. Rộng lắm anh chị ạ. À, lên con xe này mình ngồi mình cảm thấy rất là tự tin và rất là thoải mái luôn nha anh chị. Đó, đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nè anh chị nè. Đó, keo chỉ nè chị thôi, đinh tán nè, còn hết nha quý anh chị. Đó, căng đét luôn. Ok anh chị, tắp bi tắp lô sạch sẽ. Bên này thì có một cái ghế tài thì nó bị rách tí xíu này. Ở chung xe cũ thì phải chấp nhận nha anh chị nha, nó không thể hoàn hảo được. Cái vô lăng chỗ này bấm kèn nhiều quá nó lụng luôn không sao nè anh chị. Đó, xe này là ghế chỉnh điện nha anh chị nha. Đó, nè, bấm lên là nó chạy lên chạy xuống vậy ha. Cái này là mình đưa lên xuống nè. Đó, mình nâng nè, cào thấp. Đó, nói chung là mọi chức năng con xe này thì đang hoạt động rất là bình thường. Bốn kính chỉnh điện, gương chỉnh điện. Rồi, bước vào hệ thống bên trong thì coi con xe này như thế nào nha chị nha. Xe thì có hỗ trợ một màn hình 9 inch OLED, cam hành trình, cam lùi, rồi báo làng báo sóng các kiểu con đại điểu, với phiên bản là số sàn nha chị. Máy lạnh thì anh chị khỏi suy nghĩ rồi. Lóc cửa. Cái xe này cái dàn nhạc nó quýnh ghê lắm chị. Quýnh mực lên, tại vì dính mực lên bị dính bản quyền chứ không thôi không dính bản quyền lại mở cho anh chị nghe. Quýnh bánh vào lòng luôn. Tay lái thì tay lái trợ lực rồi anh chị ha. Đèn còi tích hợp Bluetooth đây, tăng âm lượng, giảm âm lượng, sử dụng tích hợp trên phím luôn chị ha. Mặt bàn thờ rất là sáng. Nói chung là xe này thì ngồi một cái không gian á, anh chị thấy nó rất là rộng rãi, rộng kinh khủng luôn anh chị. Nè, hệ thống của em nó đây.
Nói chung là chức năng nó cũng nhiều lắm, nhưng mấy cái này là đang là sử dụng điện thôi chị ha. Mấy cái lặt vặt, nhưng quan trọng là mua xe cũ thì mình cần là máy, quan trọng là cái máy. À, đó, nó có báo định vị, báo tốc độ chưa? Cái này là cái nắp mà mở cốp anh chị ha. Xe này thì là cái thắng tay nó nằm ở đây anh chị ha. Khi mình muốn mở tay thì mình kéo cái này lên ha. Rồi, với một khoang máy dung tích xi lanh là 2.5 thì hiện tại là máy không đổ hơi, máy nổ rất thì thầm và rất là êm. Đây anh chị nghe tiếng máy không? Xe này thì được cái là lên bi đèn luôn anh chị nha. Đây, một bi của nó đây. Tối là bao đường luôn, bao sáng luôn. Đó, máy móc thì con này là hệ thống là phun xăng điện tử nha anh chị nha. Nó xài phun xăng điện tử thì nó rơi xăng tầm là 11 lít ha. Đó. 11 12 lít. Máy móc thì rất khô ráo sạch sẽ, không nhớt nhau, nổ rất là thì thầm và tí tách anh chị ha. Hơi hám là bao anh chị luôn nha, không có độ hơi độ hám gì đâu. Đó. Vú bò nè, tinh tán nè anh chị ha. Ok không? Con lành không? Đó, bên này cũng vậy nè. Vú bò nè, chị ha. Dằn viết nè. Đó, ok không? Máy là bao anh chị. Đó, con lành cành đào, keo chỉ căng đét luôn. Đó. Form dáng con này nhìn rất rộng, nói chung là nhìn nó rất là sang nha anh chị nha. Nó rất là sang luôn á. Đó. Đó vậy thôi. Có 125 triệu thôi thì cũng có nhiều sự lựa chọn lắm. Nói chung là nhiều cô chú anh chị không thích cái xe này bởi vì nó đi trên 10 lít xăng. Nhiều bây giờ cái con Yuli thì nó chạy cũng đã 9 lít rồi, 9 lít 10 10 lít rồi anh chị. Thì nói chung cái dòng này máy nó lớn thì đi nó khỏe thì mình nhịn thêm một chút xăng nữa thì không sao cả. Đối với anh chị có nhiều anh chị sợ nó hao xăng. Nhưng cái khi mà những anh chị nào biết xài rồi thì đối với 9 lít hay 10 lít hay 11 lít thì nó cũng bình thường thì nó không sao cả. Đó. Nhiều xe hơi mà anh chị cứ đòi đi 5 lít 6 lít thì nói chung là cũng khó lắm nha. Nói chung là 8 lít là bình thường nha anh chị nha. Đây là dàn gầm ở bên tài nha chị. Đây gầm bệ nè chị thôi. Con lành gần đào. Đây chị thôi. Đẹp không? Tiền mấy ngày mai bịch luôn rồi cả nha. Em cảm luôn à. Đấy, dàn gầm lường liếc nè chị thôi. Ngon lành không? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó. Quý anh chị có chú nào thiện chí chiếc xe Kia Carnival sản xuất đời 2007. Đăng ký là 8 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, giấy tờ thì ký rút hồ sơ cho anh chị đều được ha. Xe này anh chị lấy thì bên em sẽ hỗ trợ vệ sinh và đăng kiểm mới lại cho cô chú anh chị ha. Đó, anh chị nào thiện chí con xe này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0796822220. Và đây là lần đầu tiên cô chú chị đến với kênh của em thì cô chú chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn lại chị một video sau nha. We'll be right back.